pin it on an eye, I would cut it. You saw that I sang. Mình kia tim mỏng vậy. Bên kia mỏng quá vậy. Give me the gum. Dạ tim mình mỏng, tim mình mỏng. Không dính à. Tofu kip. Nhiên cắm vein. Thằng này ông mua tofu kit là hành không? Hành bóc bi ra bả không? Mình lùi gì nãy giờ nó khát nước luôn á. Be careful, don't let the kid like, drop anything on the bed, okay? Ừ, tụi nó bỏ bỏ người cũ cũ vô lại à. Thằng thằng Odin Deep là hồi là chơi trận đầu tiên á, Odin à. Với lại thằng chess player Dota hoặc chơi Rumble. Ừ. ADC play thì chơi trận thứ hai. Mấy chú vô game như vậy? Chưa. Sao mình nghe tiếng trong game nha? Ừ, đúng rồi, không biết tên nào nữa. Vô nè. Giờ mới vô nè. Direct camera nha ba. Đó, bây giờ cường vô cường sâu show up. Đó là cường. Đó, khỏe level 4 này. Good luck rồi, oh man. Gì bây giờ? Hay vậy lắm, hay bị vậy lắm. Trời thế. Bên kia nhắn resume. Welcome to Summoner's Rift. Nó thả target của tường ra, không biết gì sẽ ra. Ồ, tường đánh ta rất hay lắm mà. No, I'm sick. Making a video because my team so I think tụi nó ta rất bình thường mà. Không, tại vì tăng anh không nghĩ bỏ anh nhả ta đứt ra được mẹ vậy. Quan trọng mà thằng rừng kia, hang rừng đánh ta.
Má đăng ba cái clip lên lên một lần chắc sẽ tới mai luôn á. Trời sáng nó ăn luôn con cô Lâm. Ăn luôn con khóc. Ăn xong bảo rồi khóc luôn á. Khóc chát luôn. Giỡn luôn. Mà nhưng mà Rep bị dân khỏe mà lo gì. Mà được nhé là AD bên mình sẽ lên qua lâu sớm anh. Ừ. Được cái này mất cái kia. Mà xếp không. Là chiếu top với lại boss hoài. Polis hay lắm. Đánh luôn, đánh tay luôn, đánh tay luôn. Dodge đi. Thắng chắc. Thắng sao thắng lập lăng rồi. Thằng cốc kia đánh lỗi quá. Không thể nào đánh thắng lập lăng cái đó được. No, tại vì hồi nãy Liplon nó ổng dodge cái skill quá hay. Đúng rồi, thằng kia nó vẫn đánh tiếp làm nằm xuống rồi chính xác. Rồi thanh niên Buffy đến từ Star Guardian đang bay sao bị sát đến má nằm luôn. 7-11 đang bay sao sát đến tóc bảy luôn. À, ông bảo à, Bobby đâu có bãi đâu tao bắt tập á. Mặc quần mới đâu. lỗi cái thông tin. Cầm lan ra rồi đánh. Cốc kỳ có. Cầm lan không? Cốc kỳ mới còn, điệp lan mới còn flash. Cầm lan chết rồi nè, không thể chết. Không, tao nói tao không chết được tại vì... Mấy tóc biến thôi. Mấy tóc biến. Ngộ mất luôn. Khi diễn còn phai không? Còn hỏi nhau. Đấy rồi, Bobby mà solo với Cannon. Solo ngang vậy thôi. Lại, sẽ không bao giờ lại á. Rồi. Rồi phải lại. Rồi không chết được, không chết được. Rồi, con này rồi, bên chết được, vẫn nằm xuống. Này hay quá. 3-0 dẫn đầu cho TG. Cốc kỳ lỗi rồi ông top lỗi nữa, ông top đánh vậy ông smack chạy về liền. Đó, giờ chưa boss còn ba con quăng quy ra không? Rồi quăng quy ra không? Tường bị ăn á tử thình. Quăng quy trúng rồi. Mất bao nhiêu máu? Úp. Thanh niên đi rao cái mỏ to quá. bị một cái nàng cho ngậm mỏ luôn. Im luôn. Đã vậy rồi còn tạt cho thêm cái bãi bùn nữa. Quê quá anh về luôn. Đứng sau AC luôn. À hỏi chấm. Hỏi mình. Chấm Ray gan hả? Bị bên rồi. Bên rộng được. Không gan được đâu. Cộng chỉ. Chị có giống không? Chiếu ở mid coi. Rồi chiếu mid nè. Thanh niên đứng ra ngoài luôn. Ở lâu thanh niên gank quá đạo thôi chứ. Đây chủ, đây là mid của tao. Được không? Đây là khu tao sống. Ừ, đúng rồi, đây là khu tao sống. Khu tao sống tao có quyền. Bắn đúp, có đúp không? Không lát hết đường. Thả bom thôi. Đã
đang quay tay kìa. Ray đang móc con cua dưới này. Móc cua chưa xong. Móc cua bị cua chạy luôn vậy. Bị cua chút mới ghê chứ. Elise cầm Elise là phải đánh giỏi lắm. Điều chưa Elise được rồi. Mà Elise chơi khó. Phải găng được đầu trận giờ. Bây giờ qua gần qua đầu trận. Rồi bây giờ Leap là cấp 6 rồi, chơi Leap đi. Tại vì combo giờ Bobby tuổi đó. Thì Bobby tuổi là Kena. 1 2 có bảo nó thiết không? Không mà. Be careful, it's not a drop the... Bị lột sáo, nhổ cây rồi. Giật thằng cái... Cái nữa, giật 2 Bóp bật bật về. Mid vẫn đang solo win. Mid là đang thua lính. Các bạn bây giờ Lập Lăng cấu móc nhiều quá. Gặp bảo cho trọt mấy con. Né quy à. Hồi đó gặp anh là anh nhào lên quốc rồi đấy. À, Ellie này ngủ trong rừng rồi, Ellie không ra găng luôn. Nó xíu build vô chơi mid, cầm AZ ra quýnh đi. Hòn đi chút xíu, còn chơi ở đâu. Thắng... Hay quá, một cái thật nice. Thêm một điểm hạnh phúc dành cho... Đó. E rồi. Oh, rồi. Anh ấy tính calculate mà bị lỗi rồi. anh ấy tiếng hack não mà hack não nhưng mà không có não. Tiên mình không có não. Không có não đã. Không có não đã. Tiên mình không có não để quên não nha. Bây giờ Elise vẫn đang kem top. Go full kit bật E chạy không? Tôi muốn có top. Bật E hơi sớm rồi muốn chạy vào top biên. E chạy thôi đừng tóc biến, trừ khi nào mà cảm thấy dot được cái y thì dot. Cái kiểu như mà Elise ấy, mình thấy tụi trang trò chơi á mà nó kiểu mà nó gank á là lúc nào nó cũng ở dạng spider hết đó. Rồi ra nó nhảy tại vì nó có cái chân nhảy xong rồi nó biến thành form người. Không phải biến hình mới quăng này. Chứ tại lâu từ lâu elo nó toàn kiểu mà ra phong tơ chứ. Bảo là thằng bạn bật cướp luôn. Lần này thấy bot lane yên bình quá, không giống như trận trước ha. Cái bot lane đánh nhau tùm lum tà la. Nó cái đó là tại vì là Lee Sin mà cam all day luôn, phải đánh nhau rồi. Cam all day luôn. Có đó con mà con có bây giờ là áo lý chủ yếu top với mid. Lee này giống như là tao ngủ trong rừng, tao muốn làm mày làm đi. Muốn làm gì mày làm đi. Vậy thà cầm rác còn hơn, cầm mấy cái con trong rừng. Quyên cầm Ellie. Thôi bạn Bobby gan thiệt. Bạn Bobby không lên một miếng Magic Resist nữa không? Vâng, bạn lên thẳng cái Triforce. Bạn Bobby nói tao đến từ Storm mà cần gì là sợ set. Bác hồi cái này vô nó giật hỏi đâu đừng hỏi. Nói bố nó nói bố là Star Guardian mà sấm sét là gì? Con phu kít là đè. Ui giời phóng này chạy luôn. Chạy phóng giáp luôn. Rồi xong. Rồi. Ôi nó trời ơi sao lại giúp mày? Tại sao lại tại sao lại mít cái quan trọng như vậy chứ? Eli. Rồi giờ Eli anh trúng giùm tôi cái đi ông ơi. Giật hỏi đâu đừng hỏi luôn. Có giật không? Có giật không? Nè
đánh hai tội con. Ông đó mà đánh dở. Ulti, ulti vô chơi là chết đó. Ulti vô chơi là chết chắc luôn mà. Nhưng mà cũng maybe tại vì có bất không biết được nằm đâu. Có tốc biến. Đó bây giờ rừng 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 rừng. Hoặc là anh ấy muốn lên chấp 2, anh ấy muốn hai like, bây giờ phải dùng anh ti rồi. Phải dùng anh ti rồi. Anh ti chết. Hai được không? Hay double kill không? Còn cái để. Nice. Hay. Tuyệt vời mà chơi. Tuyệt vời. Bên kia top anh đánh rất dở nha. Top đánh thua 52-81. Những trận đầu anh đánh không ba? Y chang. Trận đầu kia anh đánh thằng top của thằng top này nè. Đánh như là vừa xanh vừa đánh. Ồ, cường sắp farm vượt thời gian rồi kìa. Sắp đến thời gian rồi kìa. 115 trong 12 phút. À, sao em ra vậy ta? Em 19, bạn tự đẻ lính ra bằng farm luôn. Bạn ấy có khi nào mà rối quá mà đến nỗi mà đà đến mình đa farm không? nói 13 phút rồi có farm 120 con rồi, thôi tao đà đến tao farm luôn. Tự cắm mắt, tự lấy mắt mình luôn. Có vẻ như midland là không chú trọng vào farm nha, chú trọng vào đánh nhau thôi nha. Thôi xấu không như thế này rồi. Elise này giống như là ai da. Xong bảo con két trúng cũng chết nữa. Chết à, con két đâu, con két nữa đâu. Chơi cái gì vậy? Anh ấy phóng cái gì vậy? Phóng chain hả? Quy quét tiêu bây giờ. Kiếm tiêu. Bóp đang có bạn như là em bình nha. Bóp quy được kìa, có la lên đánh không? Bình phan. Trước trận là nhận xét là tô phu kiếp là đè nát. Nhân top là chính xác luôn. Bạn ấy cũng đang để duyệt lấy trụ luôn. Không thèm bơi trụ. Mấy chỗ anh gì giơ tay. Giơ tay. Trời ơi, boss lên đặt 4 cái pháp ngay cái đường. Thì rừng canh, mình tin rồi. Rừng khỏi cái rồi, rừng ma sau lưng kìa. Rừng ông Elite này giống như là cành. Đi 8 chân mà giống như đi bằng 1 chân, chậm ri. Ủa không e rồi, đã ngồi chút. Đã bị dụ rồi. Bé tú tiên đến tương. Em bắn kiếm đâu? Em bắn kiếm. Xử lý 1 2 không có cái nữa. Ừ. Rồi chanh quá trời. Rồi chết luôn, bị xích đau. Thằng Bảo ok, trời ơi nhìn. Ủa? Rồi, cũng phải nằm xuống. Nguyên cái bao nít vô mặt luôn. Khỏi chạy. Oh my god, bóp bên kia bóp. Rồi đã đổi đã đổi thế lợi hơn. 1 for 2. Alice hú hồn cái nên đâu ra rồi xuống. Bóp đã quá mạnh. Nước nó nói nước đâu đã mà vô mặt nhiều thế. Alice what the way nước bay. Mình nhí rồi xuống chờ. Trời ơi, game này hên nhắm mắt đánh cũng thắng. Lao vô đập liền. Nó vậy là bị rồi. Cái đó là thiên vị rồi nhá. Cái kiểu mà chỉ có đỡ binh lần là binh lần binh cả hai. Đúng rồi, nó bình luận chuyên nghiệp lên một tí nữa. Kêu là cái này chơi bằng chân cũng thắng.
này mở mắt nhưng mà chơi bằng chân. Chơi hơi kỳ. Có đó, còn có mấy đứa mà khuyết tật á, thèm liếc quá chạy liếc bằng chân luôn. Nguyễn Hùng Ký, Nguyễn Hùng Ký. Nguyễn Hùng Ký, bỏ hơn Nguyễn Hùng Ký. Tao đang chơi kìa, cộng chỉ hụt rồi. Còn cộng chỉ mà trúng là chơi luôn á. Đang hồi chiêu. Trời ơi, cộng lát luôn kìa. Rồi solo kill luôn. Ảo định cây S nhưng mà được thấy là huy tính hết rồi. Huy tính luôn cái cung ánh sáng gì lòi luôn này. Rồi nãy chúng kìa. Có đúp không? Có đúp không? Không đúp luôn. Đẩy mít rồi lấy cái trụ đầu tiên rồi. Nhào vô. Thôi dạ chưa cái chút bắt. Ê, lấy lên. Ô mày ơi, bảo. Bảo ra là cống chim máu dùm lên nào. Cống chim. Bảo nó là chết mẹ nút eo rồi tao nhấn bụp. Tiêu luôn bây giờ. Rồi bảo đi về đi, bị bắt là nằm luôn đấy. Rồi sao quá. Ta những gì gọi phản là ô bậy rồi nó bảo thiệt có bậy lắm luôn rồi đó. Ellie này là Ellie mà đánh lộn rồi bảo y quá có cái top người ta Ellie đánh không bằng bản đồ đánh lộn đúp chúng à, đúp chúng mà đâu có gì nè. Ông kia mới giờ mới lên carry magic resist chết tạt máu hai mạng bây giờ mới lên số farm tôi nghe như chuyện số farm của Bobby đó trận đầu tiên anh farm y chang vậy đó. Oh my god tóc chơi đúng dở y lách cái mông. Có chuyện xe bảo từ từ lết xuống rồi tường bị dính cục rồi à, họ chấm mà mít quá trời vậy. Chris cũng đang bước xuống. Rồi, boss chuẩn bị có phim nè. Có phim coi là đạt cái bản kia đã rồi tính sau. Rồi thôi. Rồi, vậy rồi, thanh niên cường đặt ưu tiên kia là bậy rồi. Anh đi, anh đi. Tiếng đám xuống. Rồi xong. Không biết. Tôi đang tự hỏi là Con cái men nó không xuống à. Qua đã kill. Qua ra. Qua đã kill. Hay quá. Đề nghị góc kia xuống. Đề nghị góc kia xuống. Penta kill. Penta kill. Oh no. Thằng bảo nó nhường. Nó bỏ thang mai luôn rồi. Rất là hay nhưng mà rất tiếc. Bóp cái cao này bóp đi xuống là thắng team phay gì luôn á. Ồ, Kene mới đúng. Kene. Mà sao hồi nãy Kene không xuống? Kene Kene kêu không? Cũng 7 tuổi. Mẹ không thấy. Ờ quá hồn, mẹ không thấy đúng không? Mặt gì sáng quá, không có lòng đen không thấy. Tai lắc. Anh ấy phải nằm xuống, bi về đúng chỗ quá, thấy đắng cắm mắt đó là còn đứng bi về. Cái này 4-0 4-1 rồi. Thằng đó nói được tiếng Việt không? No. Thằng cô nói còn một cái nữa, bắn đi. Bụp. Bắn.
bắn đúng rồi ôi 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 lắc lắc tay luôn kìa. Ủa sao trụ nó cứ focus. Nó cái này đang lấy Kenne phải nha, TP xuống boss phụ luôn nè. Kenne đừng, Kenne sống mọi thế giới khác. Nice. Này đó phải chết thôi, biến biến về hết hơn quá. Bảo máu dồn lên não rồi. Thôi mình không có bốc Kenne, không có tôn cái quy không có vô mặt anh, cháo luôn. Mà không ai để cái quạt của Huy là biết cái quạt hôm đó. Bấm. Né liền. Đọc rồi chỉ. Trời ơi. Quạt. Im bận như bận. Một. Đây. Xám trúng luôn á. Tính hết thì tính méo. Đây đó là bạn sói một rồng luôn thì bạn kéo rồng là rồng thì ăn có rồng hay không rồng tao tụi tao cũng thua người ta không ăn gì đây bắn tham ăn lính hả bắn chơi bắn vào hội bắn ăn lính trên top là hai ông nội nó nhào vô đánh nhau đi. Rồi, từ hồi nãy dùng những ưu tiên ổn quá. Cái đó không thể thử ưu tiên. Lập lăng điên khùng nè. Điên khùng luôn rồi. Máu vô mình đỏ mà không biết thằng nào. Chơi lập lăng khó chịu lắm, chơi lập lăng chỉ có Valamir mới chơi lại. Hồi đó còn cái cách đi đinh. Bây giờ bị mất cái chiêu câm lặng. Móc đúng chúng kìa. Đây là bắn dữ quá. Bảo bị phát hiện tầm nhìn rồi nha. Anh Tường rất tỉnh. Rồi. Bắn gì đi? Ê, bắn gì vậy cho tôi thấy bắn cái gì đi. Rồi bắn cái gì vậy? À, bắn ok. Rồi, cái cameraman này sao nó bắn. Thì đây tôi khu kiếp máu rồi não. Trời ơi kìa coi. Để chắc một chút nữa mình dồn hết lại những khúc mà đến nhau á, quay lại một cái lúc highlight thì một cái những bắn nhau nhiều nhất luôn. Chẳng là anh bị điên rồi lao lên đây rồi hay quá, hình tam giác luôn kiểu mà đúng chứ nữa là càng cái hình ta đẹp vô đã đẹp luôn. Đẹp đẹp. Hồi nãy liệp lo cái đó đẹp quá làm ta giấc quỷ luôn. Humanity. Cái men đang chờ đợi xong nguyên 8. Cái này vô rồi. Rồi. Tiếp tiếp mai có không có rồi, nằm em ấy phải nằm xuống. Này là không còn máu để dồn luôn. Rồi thì flash tụm lum la thế. Con nhện kìa. Rồi nằm luôn. Phát máu để máu nó dồn. Em ấy phải bắt buộc lên bảng đếm số. Không có nào để máu nó dồn luôn. Cái này hồi nãy là tao fit quá rồi tụi bay. Fit quá rồi tụi vô. Quang biến về đơn giản thôi. What a blunder. Là tôi thách luôn ông Bobby đánh thắng là ông rừng luôn.
Rồi nó rút máu rồi tại luôn. Hồi nãy hồi cái trận hai bot lane mình không bậy, bây giờ bên trận này bên lot bot lane kia không bậy. Có thể là bot lane bên mình không là đó có thể gọi là một cách trả thù ngọt ngào. Là nhưng mà chỉ Endin là chỉ là tăng cơ với Bolic thôi, làm sao tăng cơ với Cường được. Huy chơi mid được mà sao ổng không chơi mid ta? Nói trình chắc 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 nãy trình hồi nãy là vì vấn đề gì đó. Tùy tướng tại vì cách lên cách lên nó là phải hình van in early game mới mạnh được chứ cách lên mà bị rác early game là thua rồi. Cách lên là mà bị đèn ngược lại vậy là không gượng lại, ít nhất hơi ly lắm mới gượng lại được. Nhưng mà để van thì không gượng được chứ không phải gì hết á. Còn lợp lăng trận này đánh cốc kia, ngọn cốc kia đánh như là kia đánh dở ẹt thắng rồi thôi. Trời ơi, delete luôn. Bấy ulti lên, cường bấy ulti lên. Trời ơi, delete luôn, 2 tuổi. Show off liền, show off mastery liền. Bắn đi, bắn ra, trình thứ 3. Nát thứ 4 không trúng gì hết. Luôn tăng luôn. Nhanh đúng rồi. Lời cho đoài lời. Cái em vẫn còn giữ cái kiếm tôi ra. ADC cũng vậy. Ra tới cuối trận bán. Đẩy với đẹp. Mà làm mình có thể làm đây. Đó là còn không thì cái list lên khỏi bệnh con chứ. Liên xuống rồi. Xuống rồi. Rồi xuống vậy là thẳng rồi. Và trận và Blue Team đã lấy được Baron. Bên kia quên tính là cái hình ghi của ta nít. One shot được không đây? Quan sát được rồi, không kêu tình lưng và trên đang là cây ếch được rồi. Còn con Bobby rồi nha, bên đây phải nằm xuống thôi. Đây Bobby cứ còn lẹ trước đi là phải mặc đối thủ, mặc kệ đời, mặc kệ sự đó. Ô, chúng ta lại gặp nhau là ở giữa bao trôi. Anh thấy dở không bo? Anh thấy đúng dở không? Nó biết vậy mà nó đi lên nè. Rõ ràng đang đẩy lính mà nó không biết, nó vẫn đi lên. Bó tay. Chắc nó bị tilted rồi. 30-10 là một con số chỉ đầu quá là đánh luôn. Rồi học cái đó là ý. Cái này bị nát mẹ, nát mặt mẹ. Không nhìn hồ cát luôn. Trời ơi, damage kìa. Cũng phải nằm xuống thôi. Rồi sao đây, có lẽ nó có đế được Penta kill không? Penta kill không? Bắn biến hay bắn, vẫn còn bắn được, còn một viên. Rồi đây. Ủa sao ông Cường nó không bắn nữa? Để đi thằng dốc, nó không bắn vậy? Chắc nghĩ là Bobby nó cancel. Trời ơi, cái team gì mà bị hình sát mà bị thổi bay luôn vậy? Trận này Huy chơi quá hay. Anh bảo luôn rồi, cái người ăn rồng một mình. Không hết. Ôi trời, chút một kill. Là bị ăn nhập rồi.
người biết. Chi chi. Chi đã thắng. Anh Nam làm tốt lắm. Trời ơi, cái cơ đâu, ngang gặp con TJ nè. Good game.